Trần Công Tiến, tiến sĩ triết học, diễn giải kinh dịch. Kinh dịch là gì? Bốn tác giả của kinh dịch là Phục Hy, Văn Vương, Chu Công và Khổng Tử. Muốn hiểu một tác phẩm, việc đầu tiên là phải xác định được nội dung hay mục đích của tác phẩm. Tác giả muốn diễn tả hay nói lên cái gì trong tác phẩm đó? Không nắm được điểm cốt yếu này thì những am hiểu và giải thích tác phẩm sẽ gặp nhiều sai lệch. Vậy kinh dịch là gì? Phúc Hy, Văn Vương, Chu Công và Khổng Tử muốn diễn tả hay nói lên cái gì trong kinh dịch? Các giải thích truyền thống lấy chữ dịch để nói lên nội dung của kinh dịch. Dịch có nghĩa là thay đổi, kinh dịch bàn về sự thay đổi, sự biến dịch, sự vận hành của văn vật. Sự thay đổi này là đạo của văn vật. Giải thích này tìm thấy cả trong các sách nổi tiếng về kinh dịch. Giải thích gồm nhiều điểm vẫn được lưu truyền. 1. Kinh dịch bắt đầu với quẻ trời và quẻ đất. Vạn vật thay đổi trong khuôn khổ của trời đất. Trời đất sinh ra vạn vật. 2. Kinh dịch nói đến khí dương và khí âm. Vạn vật đều chứa khí dương và khí âm. Sự biến đổi của hai khí này tạo nên sự biến đổi của vạn vật. Đi sâu hơn nữa, chính thái cực sinh ra khí dương và khí âm. Thái cực là cái nguyên tố cùng tột, cái nguồn gốc của vũ trụ. 3. Ngoài trời, đất, khí dương và khí âm, kinh dịch còn có 6 yếu tố khác, lửa, núi, gió, nước, hồ và sấm. Những yếu tố này cũng đóng góp vào sự thay đổi của vạn vật. 4. Đạo của con người phải theo sự vận hành của vạn vật mà mưu cầu được hạnh phúc cho dân chúng và an bình cho xã hội. Nếu vạn vật theo trời và đất, thì con người cũng phải theo trời và đất. Điểm cốt yếu là kinh dịch bàn về sự thay đổi của vạn vật, trong đó có sự thay đổi của con người. Đó là một giải thích xem ra tự nhiên và xem ra tự nhiên đúng. Nơi quẻ trời, chúng ta đọc được những câu như trời, nguyên thủy, hội thông, lợi, chính bền. Lớn thay đức nguyên thủy của trời, vật nhờ đó mà khởi đầu, nó gồm tóm mọi vật dưới trời. Mây bay mưa tới, mọi vật hoàn thành hình thể của chúng. Rõ rệt là trời làm nên sự thay đổi của vạn vật. Tuy nhiên sự thành công của kinh dịch trong việc giải thích về sự thay đổi của vạn vật thì thế nào lại là một vấn đề khác. Đọc kinh dịch chúng ta cũng không thấy rõ sự thay đổi đó diễn tiến như thế nào. Thời xưa kinh dịch vẫn được đánh giá là một tác phẩm cao siêu và thâm sâu. Nhưng nếu đem so sánh với các khoa học ngày nay, chúng ta khó mà không chấp nhận rằng kiến thức của kinh dịch về sự thay đổi của vạn vật xem ra mơ hồ quá. Nếu đi sâu vào những gì kinh dịch nói lên, xem ra quan niệm rằng kinh dịch bà về sự thay đổi của vạn vật không đứng vững. Hai tư tưởng gia chịu ảnh hưởng của kinh dịch là Lão Tử và Khổng Tử. Kinh dịch để lại đạo gì cho hai thánh nhân này? Ngay ở chương 1 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói đến nguồn gốc của trời đất. Đạo là đạo của trời đất. Trời đất chính là hai hình ảnh của đạo. Và Lão Tử nói, không là tên nguyên thủy của trời đất. Ở chương 11, Lão Tử nói lên đạo đó là gì? Không phải cửa và cửa sổ làm nên căn nhà, chính chỗ không trong căn nhà làm nên căn nhà, chỗ không đó là sự dùng. Sự dùng là sự dùng của con người hay đạo của con người. Vậy đạo chính là đạo của con người. Bất cứ vật nào xa hay gần, lớn hay nhỏ cần có đạo mới xuất hiện ra được. Ngay cả Thượng Đế cũng cần có đạo của con người để xuất hiện ra như là Thượng Đế. Lão Tử đi tìm cái đạo của con người mà dẫn tới cư ngụ bình an. Đạo của con người dẫn tới cư ngụ bình an chính là đạo trời đất hay đạo trời. Tại sao đạo của con người lại được gọi là đạo trời? Có thể nói rằng chính dưới ảnh hưởng của kinh dịch mà Lão Tử nhìn thấy đạo trời là đạo của con người dẫn tới cư ngụ bình an. Cũng như thế đối với Khổng Tử. Khổng Tử đi tìm đạo như là sự thiện. Đạo như là sự thiện dẫn tới cư ngụ bình an. Theo Khổng Tử, quân tử lo về đạo và tiểu nhân lo về lợi. Và trời là nguồn gốc của sự thiện. Chính trời chỉ cho con người biết những biến cố xây dựng cư ngụ bình an và những biến cố phá hủy cư ngụ bình an. Chúng ta có thể nói rằng chính dưới ảnh hưởng của kinh dịch mà Khổng Tử nhìn thấy đạo trời là đạo của con người dẫn tới cư ngụ bình an.
con người sống và mưu cầu một cư ngụ bình an. Do đâu con người biết thế nào là cư ngụ bình an? Do sự chỉ dẫn của trời. Sự chỉ dẫn này tự nhiên mà có. Sự chỉ dẫn đến từ trời. Nhưng sự chỉ dẫn cũng có thể đến từ đất, và từ những yếu tố thiên nhiên khác như lửa, núi, gió, nước, hồ và sấm. Trời, đất, lửa, núi, gió, nước, hồ và sấm có thể gọi chung là thiên nhiên. Sự chỉ dẫn về cư ngụ bình an đến từ thiên nhiên. Sự chỉ dẫn đến từ thiên nhiên có tính cách tự nhiên. Theo Khổng Tử, chính tâm và thành ý giúp chúng ta nhận thấy đạo đó. Lao Tử nói trở về với thiên nhiên hay tự nhiên. Trời đóng vai trò quan trọng hơn các yếu tố thiên nhiên khác. Trên trời có ông trời, thượng đế, biểu tượng cho sự hiền thánh và công chính. Con người ngày xưa có cái nhìn như thế. Cái nhìn này giúp cho con người có một quan niệm rõ rệt hơn về cư ngụ bình an. Hiền thánh và công chính hay sự thiện là một cần thiết cho cư ngụ bình an. Khổng Tử là một tác giả của kinh dịch. Khổng Tử không cắt nghĩa nguyên thủy, hội thông, lợi và chính bền của trời theo chiều hướng sự thay đổi của vạn vật. Văn ngôn chuyện của Khổng Tử viết cho kinh dịch bắt đầu như sau. Chương 1. 1. Nguyên thủy là đặc tính chính yếu của sự thiện, hội thông là sự tụ tập của sự tốt đẹp, lợi là sự hòa hợp của sự nghĩa, chính bền là gốc của sự việc. 2. Người quân tử mang đức nhân đủ để đứng đầu người ta, hội đủ đức tốt để hợp lễ, làm lợi mọi vật đủ để hòa hợp với điều nghĩa, giữ đủ chính bền để làm gốc mọi sự. 3. Người quân tử thực hành bốn đức đó, cho nên nói, trời, nguyên thủy, hội thông, lợi, chính bền. Tại sao đang bàn về sự biến dịch của vạn vật, mà lại bàn đến người quân tử? Một nông dân, một người chủ nông trại mới đóng góp vào việc hoàn thành hình thể của cây cối, chứ không phải người quân tử. Có thể giải thích rằng người quân tử bắt chước trời để lo cho nhân quần. Đạo của người quân tử đối với nhân quần giống như đạo của trời đối với vạn vật. Nhưng trong thiên nhiên không chỉ có những biến động giúp cho sự trưởng thành của vạn vật mà còn có những biến động phá hủy sự trưởng thành đó. Cần có bàn tay của bác nông phu và người chủ nông trại, chứ không cần bàn tay của người quân tử thì sự lớn lên của cây cối mới tốt đẹp được. Đạo của trời không hẳn là sự thiện cho sự lớn lên của vạn vật. Nhưng quân tử cần cho sự xuất hiện của vạn vật đóng góp vào việc xây dựng cư ngụ bình an, vì sự xuất hiện của vạn vật với tiểu nhân phá hủy việc xây dựng cư ngụ bình an. Con người xuất hiện ra với quân tử như khắc quý và với tiểu nhân như khí cụ. Khi bàn về đất, kinh dịch nói đất phải thuận theo trời. Để đóng góp vào sự sinh thành của vạn vật, xem ra không có lý do gì đất phải bắt chước trời. Chính đất xem ra mới là nguyên thủy cốt yếu của sự sinh thành của vạn vật. Chỉ khi đạo là đạo của con người và trời là biểu tượng rõ rệt của sự thiện, đất mới phải theo trời. Các tác giả của kinh dịch nhìn thấy rằng nếu theo đất, con người không đạt được cư ngụ bình an. Theo Khổng Tử, một tác giả của kinh dịch tiểu nhân lo về lợi và không có gì nó không dám làm. Nhưng vì đất hay của cải thế gian không thể thiếu được cho cuộc sống, các tác giả của kinh dịch không bỏ đất được và bắt đất phải theo trời. Trời đất phải hòa hợp với nhau. Đây là một hình ảnh của đạo Trung Dung. Bây giờ, nếu chúng ta đọc kinh dịch không theo chiều hướng của sự thay đổi của vạn vật, mà theo chiều hướng của đạo dẫn tới cư ngụ bình an, kinh dịch sẽ mở ra một chân trời mênh mông cho ước vọng về an cư của con người. Kinh dịch là một trong các tác phẩm xưa nhất của nhân loại. Người xưa đã mở ra câu hỏi về đạo mà, theo Heidegger, ngày nay lại bị rơi vào trong quên lãng.